Dạ xin chào tất cả cô chú anh chị trên cả nước ha. Thì hôm nay em đến với một cái vườn linh sam bông tím và bông trắng nha anh chị. Thì hiện tại sau lưng em là cái bông tím, em quay cho anh chị xem trước ha. Cái bông trắng thì bên vườn kế bên nên em chưa có quay được, thì em có hai loại đó thì muốn chia sẻ đến tất cả cô chú anh chị trên cả nước luôn. Thì cái giống bên em rất là nhiều anh chị. Anh chị nào muốn mua linh sam giá rẻ thì có thể liên hệ với em ha. Bên em có ship toàn quốc cho tất cả cô chú anh chị trên cả nước luôn. Thì anh chị có thể mua về trồng làm bonsai, làm kiểng, anh chị thể quan sát cái bầu ghép của cái bầu chiết của em á, thì rễ rất là nhiều. Và cái nhánh rất là to nha anh chị, chứ không phải là chiết những nhánh nhỏ như những cái trại giống khác ha. Thì bên em là bao sống cho tất cả cô chú anh chị trên cả nước luôn. Qua đường bưu điện thì số lượng từ 10 cây trở lên em sẽ reship cho tất cả anh chị trên cả nước luôn ha, toàn quốc luôn. Và cái củ tỏi thì anh chị quan sát lại giúp em ha, nó rất là nhiều rễ cũng như là cái nhánh đó, nó rất là ok nha anh chị. Thì anh chị nào yêu thích cái giống linh sam bông tím hoặc là giống linh sam bông trắng thì có thể liên hệ với em để mình giao lưu cũng như là chia sẻ một số kinh nghiệm trồng. Thì cái giống này cho bông rất là sai và rất là đẹp anh chị. Khi mà nó bông rộ thì màu sắc nó lên rất là ok luôn ha.